Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông khởi công xây dựng dự án Dragon Bend tại đường tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đến dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Nguyễn Minh Lâm. Dự án Dragon Bend có quy mô 49 ha, cung cấp cho thị trường hơn 1.700 nền nhà phố, 180 căn biệt thự song lập, Rockoper có các tiện ích nội khu gồm công viên nhạc nước, trường học bệnh viện đa khoa, trung tâm thương mại và hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên cảnh quan và nhiều tiện ích khác. Và khi khi dự án mà đi vào hoạt động á thì nó làm thay đổi bộ mặt về đô thị của của huyện Đức Hòa hiện tại và thành phố Đức Hòa trong năm 2025 và góp phần vào sự chung phát triển của toàn bộ kinh tế của địa phương. Dáng Rockoper sở hữu vị trí vàng khi nằm trong tổng thể khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp sôi động nhất tỉnh Long An, dự án là cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ, đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.